Cháo rồi, cháo cháo. Nào, không cắn anh. Con đã bắt đầu xuống tính rồi. Đang kiểu ích kỷ đúng kiểu trẻ con nào, chỉ thích bố của mình thôi. Không được đợi, kệ anh. Cả hai anh em đều được bố, nhưng mà mình con được bố. Con không được cắn anh. Bố không thể là của chung được đúng không? Bố phải là của riêng con. Nó như phép rồi đấy. Mỗi tội không... chưa thấy nói bố này nhỉ? Chưa thấy gọi bố nhỉ? Bố bé này. Bé nhưng mà cái gì cũng nói được trừ bố. Nhỉ? Cô cao. Sao thế nhỉ? Hay là bố không phải bố của mình không? Loại bố của chi ạ? Hả? Em bố của bố Nguyên Nô, bố của chị à? Bảo nè. Bố. Ba. À, ba đâu? Chị là chị gì? Ba. Ba gì? Si ba. À, ba. Ba gì? Ba. Ba gì đấy? Aduh, ba chan. Hôm nay nó kêu chữ ba chan nha. Chứ đây là cái nói cái gì là lặp lại cái đó à? Chứ không phải là ba lại ba gì mà trả lời mà ba thành. À, thì đó là một trong những cái mà mình thấy bé Bảo có phát triển.